Lập trình là một lĩnh vực nghề nghiệp sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong tương lai. Việc giới thiệu cho các học sinh nhỏ tuổi những kỹ năng và kiến thức sơ cấp về lập trình có thể hướng các em đến với đam mê, yêu thích và có thể là định hướng nghề nghiệp trong các lĩnh vực STEM. Dù trong tương lai, các em học sinh có lựa chọn nghề nghiệp của mình trong ngành công nghệ hay không, việc có những hiểu biết về nguyên lý cơ bản của lập trình là một kỹ năng chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho các em sau này. So nowadays we hear a lot about coding, programming, IT. Most of us, we don't really know what it is. We think computers, laptops, we think very expensive equipment. The idea here is more about teaching a method of thinking, to teach a language, something that students can use in their work, in their studies, but also in the daily life. Học lập trình sẽ dạy cho các em tư duy rằng các công việc phức tạp thực ra là tập hợp của rất nhiều nhiệm vụ nhỏ mà các em sẽ phải tự làm rõ ra. Cách tiếp cận để giải quyết vấn đề có phương pháp và logic này sẽ giúp học sinh chủ động tìm ra vấn đề và cách giải quyết không chỉ trong lĩnh vực lập trình mà cả trong cuộc sống. So with the coding is not just about teaching IT or teaching computers. It's a way of thinking. It's a way of solving problem. Học thông qua chơi, cẩm nang hoạt động giáo dục dành cho giáo viên và phụ huynh có con ở bậc tiểu học. Ngày hôm nay, hoạt động tư duy lập trình của dự án Học thông qua chơi sẽ đến với các bạn học sinh lớp 1 tại Trường Quốc tế Việt Nam – Phần Lan. Hãy cùng xem hoạt động này sẽ diễn ra như thế nào. Trước khi bắt đầu, cô Hiền có một câu hỏi muốn hỏi các bạn nè. Cô Hiền muốn biết là buổi sáng sau khi ngủ dậy các bạn thường làm gì? Minh Long? Ăn sáng. À, Minh Long ăn sáng. Còn bạn nào nữa cô mời Minh Huy? Đánh răng. À, Minh Huy đánh răng. Còn ai làm hành động nào khác? Dạ, mang ba lô đi học. À, mang ba lô đi học. À, ra hơn thay đồ. Ở đây nha, cô Hiền có rất là nhiều bức hình. Bây giờ các bạn có thể giúp cô sắp xếp các bức hình này lại theo một thứ tự phù hợp. Ý nghĩa của hoạt động này là cho các bạn hiểu là các hoạt động, các bước thì nó cần diễn ra theo một trình tự để đạt được một kết quả nhất định. Rồi, mình cùng im lặng và xem thử coi ai hay là cái bạn nhỏ nào xuất hiện ở trong cái clip này và bạn nó đang làm cái gì nha. Cái này nó phụ mình làm việc nè. Mở robot này nó phụ. Đố các bạn nhìn thấy cái vật trắng trắng này là cái gì? Dạ robot. À robot. Các bạn đã bao giờ nghe đến chữ lập trình chưa? Dạ rồi. Ai đã nghe đến chữ lập trình rồi? Bạn là mấy cái kiểu như là mấy hoạt động cho mấy cái loại robot á. À rồi, cảm ơn Việt Khang. Bạn Việt Khang đã nói gần đúng ý của cô Hiền rồi. Lập trình á là khi mà mình muốn hướng dẫn một cái máy móc nào đó làm một việc gì đó. Nhưng mà bởi vì máy móc không có nói tiếng giống như con người mình nói, nên mình cần phải viết những cái hướng dẫn ra bằng một cái ngôn ngữ mà máy móc hiểu được, thì đó là lập trình. Ví dụ như có một bạn robot xuất hiện và cô Hiền muốn bạn đó thức dậy làm những cái việc buổi sáng giống như mình, thì cô Hiền sẽ viết vào đó. Đầu tiên là bạn robot cần thức dậy nè, sau đó bạn cần đánh răng, thay đồ. Khi mình viết tất cả những cái hướng dẫn này thì bạn robot sẽ làm y chang như mình đã viết. Như vậy gọi là lập trình. Mới nghe về tư duy lập trình thì chúng ta cảm giác như là nó là cái gì rất là xa lạ và rất là khó để có thể đưa được vào nhà trường. Thế nhưng mà trong cái tiết học này thì chúng ta thấy là cô giáo đã dần dần dẫn dắt các em đi từ những cái gì gần gũi nhất với các em. Cô giáo đã đưa đến cho các em một cái khái niệm sơ cấp nhất về lập trình. Cô Hiền mời các bạn ngồi thành chữ U. Bây giờ mình cùng xem nha. Cô Hiền có một bạn muốn giới thiệu cho các bạn. Đây là bạn Bbot.
Đúng rồi, ở trên người bạn này có những cái nút sau. Cái nút này là đi đâu các bạn? Thế còn nút này? Chính xác, rẽ trái. Nút này? Rẽ phải. Thế còn ở đây? Đã lùi. Chính xác, lùi. Chữ ở giữa là chữ gì? Đi. Đi, đúng rồi. Mình có thêm hai cái nút nữa màu xanh dương. Một nút này là nút xóa bỏ. Rồi, nút này là nút dừng lại. Bây giờ bạn này có thể làm theo hướng dẫn của cô Hiền. Cô Hiền muốn viết một cái hướng dẫn đơn giản là đi thẳng hai bước. Cô Hiền bấm nè, đi thẳng một bước, đi thẳng hai bước. Sau khi bấm xong, cô nhấn nút đi. Hay chưa? Rồi, vậy bây giờ cô Hiền muốn viết một cái hướng dẫn khác. Cô Hiền xóa bỏ nè. Bây giờ cô Hiền sẽ viết là đi thẳng. Đi thẳng. Rồi, quẹo trái. Quẹo trái. Sau khi cô Hiền bấm thì theo các bạn thì bây giờ cô Hiền sẽ làm cái gì? À, bấm nút đi. Khi cô Hiền bấm nút đi thì chuyện gì diễn ra? À, nó sẽ đi, mình xem thử coi là nó có đi giống hướng dẫn cô Hiền đã viết không nha. Đi thẳng một, đi thẳng hai bước, quẹo trái, có giống với hướng dẫn cô Hiền viết không? Rồi bây giờ mình sẽ có một nhiệm vụ dành cho bạn Bbot này nha. Ở đây cô Hiền có một cái bản đồ. Bây giờ cô Hiền muốn các bạn cùng với cô Hiền mình viết một cái hướng dẫn làm sao để bạn ong này nè, bạn sẽ đứng ở cái vị trí ô màu xanh lá, đi lên ô số 1, đi lên ô số 2 và dừng lại ở ô màu đỏ. Bây giờ mình sẽ bấm cái hướng dẫn gì cho bạn ong này. Cô mời Trần Thiên. À, bấm nút đi thẳng hai bước. Bấm nút đi thẳng một bước, hai bước. Rồi, cô Hiền mời bạn Trần Thiên lên đây bấm thử. Đi. Theo các bạn, bây giờ mình cần làm gì tiếp theo? Quẹo trái. Rồi Phương Sa muốn quẹo bên này. Khoan từ từ, cô Hiền hỏi. Như vậy là con sẽ quẹo phải mấy lần? Hai lần. Vậy cô Hiền sửa lại trên đây nha. Rồi bấm đi. Rồi, đã về đến đích chưa? Chưa. Khi mà mình viết á, mà cái hướng dẫn của mình không giống như ý của mình muốn thì đó gọi là lỗi. Nếu lỗi xảy ra thì mình sẽ thử một cách khác. Mình sẽ sửa lại cái đoạn hướng dẫn ở trên đây và mình chạy thử lại bằng một cách khác. Rồi, bây giờ cô Hiền sẽ bấm xóa. Quẹo phải một bước. Ai nghĩ là mình nên giúp bạn này đi như thế nào? Cô Hiền mời bạn Minh Huy. Đi thẳng hai bước, quẹo một cái, đi thẳng một cái. À, quẹo đâu con? Quẹo trái hay quẹo phải? Dạ, quẹo phải. Quẹo phải. Rồi mình xem thử nha. Đi phải, đi thẳng hai bước, quẹo phải một bước, đi thẳng một bước nữa. Rồi cô mời Minh Huy lên bấm. Rồi cảm ơn Minh Huy đã quay về chỗ cho các bạn nhìn. Đúng chưa? Rồi vỗ tay cảm ơn tất cả các bạn. The coding activity teaches students how to break down, how to break into smaller pieces. Imagine you have an assignment, an exercise, something that is big, lots of questions. That frightens, that can frighten a student, right? So what do? You teach those students how to break it into smaller assignments that are easier to do. And every time they complete a task and they succeed, that promotes their self-confidence and that helps them to develop and then to go to the next task, and at the end they will have solved a big problem step by step. And that's what we do in our daily lives as adults. When we have a big issue, a big problem, that's one way of
learning and growing. Cô Hiền có một thử thách khó hơn dành cho các nhóm. Đây là cái bản đồ, giống như bản đồ ở trên tay cô Hiền. Nhưng mà lát nữa các bạn có thể nhận được là vị trí của những bông hoa sẽ khác. Nhiệm vụ của các bạn từ vị trí ngôi sao màu đen này giúp cho bạn Bipot đi qua bông hoa màu cam, đi qua bông hoa màu xanh lá và về đến nhà. Rồi cô Hiền mời các bạn. Với hoạt động thực hành theo nhóm để viết hướng dẫn cho Bipot, cô giáo đã giúp các bạn học sinh phát triển được các kỹ năng tư duy phân tích độc lập, tự nhìn nhận vấn đề, giúp các em nâng cao khả năng giải quyết vấn đề, biết cách chia nhỏ công việc và hợp tác trong làm việc nhóm. Cô cũng giúp các bạn tăng khả năng sáng tạo trong việc viết bản hướng dẫn để Bipot có thể di chuyển theo nhiều cách. Có thể thấy, hoạt động này đã phát triển được các năng lực cần thiết khi học tư duy lập trình. Đó là tư duy phân tích, khả năng giải quyết vấn đề, khả năng sáng tạo và năng lực hợp tác giữa các em học sinh. Trình tự để viết một cái mã là các bạn cần phải có ý tưởng trong đầu trước, viết cái mã đó ra và chạy thử. Khi mà gặp vấn đề thì mình sẽ tìm cách để mình sửa lại cái mã đó. Bởi vì thường thì các bạn sẽ rất là hào hứng với việc sử dụng Bipot và làm trực tiếp luôn ở trên Bipot, chứ quên mất cái việc lập trình. Quan trọng đó là phải viết lại được hướng dẫn ở trên bảng. Cái việc mà khi làm chưa đúng và được làm lại á, thì các bạn hiểu rằng là mỗi khi mà mình có một cái lỗi sai là một chuyện rất là bình thường, và con sẽ luôn có cơ hội để con điều chỉnh lại cái lỗi sai của mình. Rồi cô Hiền hỏi nhóm nào thành công? Một nhóm thành công, hai nhóm thành công, à ba nhóm thành công luôn. Cô Hiền mời Đại Minh, vì sao nhóm của Đại Minh thành công? Tại vì rồi cảm ơn bạn Đại Minh. Bạn Đại Minh, nhóm bạn Đại Minh thành công đó là bởi vì các bạn rất là hợp tác. Lập trình đó là những cái con người viết ra và robot làm theo. Mình muốn con robot nó làm gì thì mình phải có một cái lập trình. Nó rất là vui. Hôm nay con thấy tiết học này rất vui. Tại học lập trình nó bổ sung thêm kiến thức cho con nữa. Lợi ích của hoạt động tư duy lập trình: phát triển tư duy phân tích logic và tư duy toán học của trẻ, giúp trẻ nâng cao khả năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề, phát triển khả năng sáng tạo ở trẻ, nâng cao khả năng hợp tác khi trẻ làm việc nhóm, rèn luyện tính kiên nhẫn khi được làm thử và sửa sai, lặp đi lặp lại cho đến khi có được kết quả tốt nhất. Nếu mà trong trường hợp mình không có Bipot thì mình có thể sử dụng một trò chơi như là cờ người, là thay vì mình sẽ điều khiển một con robot thu nhỏ thì một bạn sẽ đóng vai robot và bạn đó sẽ làm theo những hướng dẫn, chỉ được phép làm theo những hướng dẫn của các bạn ở trong nhóm mình để hoàn thành nhiệm vụ. Vì quan trọng không phải là con Bipot, quan trọng là các bạn có thể viết được hướng dẫn để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Các thầy cô giáo cũng có thể nghĩ ra những cái hoạt động để giúp cho học sinh có được cái tư duy lập trình, có nghĩa là cái tư duy về hệ thống và quy trình. Như vậy thì không nhất thiết phải có con robot. The skills that we will develop among the students is something that they will use in their professional life later. And we know that those skills will be very useful, of course, if they follow a career path in information technology, but in any other field. Trẻ em thế kỷ 21 cần được trang bị những kỹ năng mới, đó là
tư duy phân tích, giải quyết vấn đề, khả năng sáng tạo, năng lực hợp tác để có thể thành công và hạnh phúc trong tương lai. Học thông qua chơi, cẩm nang hoạt động giáo dục dành cho giáo viên và phụ huynh có con ở bậc tiểu học